vừa đi làm nhân viên quán lẩu nướng ở đội cấn đã làm chuyện xấu với đồng nghiệp. Ngày 3 tháng 5, công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Biền, sinh năm 2004, trú tại Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, Lê Văn Biền đến xin việc và làm nhân viên tại quán lẩu nướng số 281 đội cấn. Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023, Biên thấy chiếc xe máy Honda Way của đồng nghiệp không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Biên lấy chìa khóa xe máy của đồng nghiệp để gần đó rồi dắt xe ra ngoài, nổ máy lên xe chạy đi tìm chỗ bán chiếc xe. Sau đó, Biên bán chiếc xe được 2,1 triệu đồng. Có tiền, Biên đã tiêu xài cá nhân hết. Nhận được thông tin về việc công dân bị mất trộm xe máy trên địa bàn, công an phường Liễu Giai, Quận Ba Đình đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định thủ phạm là Lê Văn Biên. Ngày 29 tháng 4 năm 2023, Biên đã đến Công an phường Liễu giai để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.